Nguyễn Kim sinh năm 1468, xuất thân trong một dòng họ quý tộc ở Thanh Hóa. Cha của Nguyễn Kim là Trừng Quốc Công Nguyễn Văn Lưu, ông nội là Phó Quốc Công Nguyễn Như Trác. Nguyễn Kim là con trưởng, làm quan triều Hậu Lê, chức hữu vệ điện tiền tướng quân, tức An Thanh Hầu. Năm 1527, khi Mạc Thái Tổ đang dung soán ngôi nhà Lê và lập ra nhà Mạc, Nguyễn Kim không chịu phục tùng, dẫn gia quyến và lại thuộc chạy sang đất Ai Lao. Vua Ai Lao là xạ đầu cho rằng Đại Việt và nước họ có quan hệ môi răng, mới đem nhân dân và đất đai Sầm Châu cấp cho Nguyễn Kim. Từ đó, ông nuôi dưỡng sĩ tốt, chiêu nạp kẻ chạy trốn, làm phản để mưu tính việc khôi phục. Tháng 12 năm 1530, Nguyễn Kim dẫn quân về Thanh Hóa, đóng tại Lôi Dương. Mạc Thái Tông sai Tây Quốc Công Nguyễn Kính vào đánh. Nguyễn Kim phá tan được quân Mạc, sai quân đóng giữ các huyện. Đến tháng 9 năm 1531, trời đổ mưa nhiều, nước sông dâng tràn. Nhà Mạc dùng chiến thuyền tiến đánh, quân Nguyễn Kim tán loạn, không thể cố thủ. Nguyễn Kim phải dẫn quân chạy về Ai Lao. Năm 1533, Nguyễn Kim tìm được một người con của vua Lê Chiêu Tông tên là Duy Ninh, bèn lập lên ngôi ở đất Ai Lao, đó là vua Lê Trang Tông, tái lập nhà Hậu Lê. Sử sách gọi triều đại này là Lê Trung Hưng. Các sử gia nghi ngờ tính xác thực của việc Ninh là con của Chiêu Tông vì hai cha con chỉ chênh nhau 8 tuổi. Nhưng dù sao việc vua Lê được lập lại khiến một bộ phận nhân dân và sĩ phu theo về bởi thiên hạ còn nhớ nhà Lê. Sau khi lên ngôi, vua Lê Trang Tông phong cho Nguyễn Kim làm thượng phụ, thái sư, Hưng Quốc Công, nắm giữ binh quyền. Bấy giờ lại có một người tướng giỏi tên là Trịnh Kiểm. Nguyễn Kim thấy người có tài, bèn gả con gái cho để cùng ra sức chống nhà Mạc. Nhà Lê sai Trịnh Duy Liêu đi sứ nước Minh, tâu lên Minh Thế Tông việc nhà Mạc thoán nghịch và xin nhà Minh giúp quân. Nhân cơ đó, năm 1537, vua Minh sai tướng Cửu Loan đưa quân đi đánh Đại Việt. Khi quân Minh tiến sát đến biên giới, Mạc Thái Tổ cùng quần thần đến ải Nam Quan, trói mình, quỳ gối dâng tờ biểu đầu hàng, đồng thời dâng đất sáu động của châu Vĩnh An cho nhà Minh. Vua Minh chấp nhận, phong cho Mạc Thái Tổ làm An Nam Đô Thống Ti Sứ, cho ấn bạc và cũng cho thế tập. Từ đó, nhà Minh công nhận họ Mạc cai trị Đại Việt và không có ý định xâm lược nước ta nữa. Mùa xuân năm 1539, quân nhà Lê tiến về Thanh Hóa, đánh bại quân Mạc, chiếm được huyện Lôi Dương. Sang năm sau, quân Lê lại tiến vào Nghệ An, có nhiều người thần phục. Nhà Hậu Lê bắt đầu xác lập được chỗ đứng trở lại trên lãnh thổ Đại Việt và chính thức lập ra Nam Triều. Năm 1543, Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông đều đã mất, Mạc Hiến Tông nối ngôi vua. Lê Trang Tông thân chinh đi đánh nhà Mạc, phá quân của Hoàng Vương Mạc Chính Trung, lấy được Tây Đô. Tổng trấn Thanh Hóa là Dương Chấp Nhất dẫn quân đầu hàng. Tháng 5 năm 1545, Trang Tông lại đích thân kéo quân ra Yên Mô, Ninh Bình, Nguyễn Kim cũng đi theo. Lúc này, Dương Chấp Nhất lại làm phản Trang Tông, bỏ thuốc độc giết Nguyễn Kim rồi trở về với nhà Mạc. Trước khi chết, Nguyễn Kim giao lại toàn bộ binh mã cho con rể là Trịnh Kiểm. Mùa thu năm đó, Lê Trang Tông phong Trịnh Kiểm làm đô tướng, tiết chế các doanh quân thủy bộ, kiêm tổng nội ngoại bình trương quân quốc trọng sự, ra phong thái sư, tức Lạng Quốc Công. Mọi việc trong nước hết thảy do Trịnh Kiểm quyết đoán, sau mới tâu lên vua. Năm 1546, Trịnh Kiểm rút binh về Thanh Hóa, lập hành điện cho vua Lê Trang Tông ở Sách Vạn Lại, rồi chiêu mộ anh hùng hào kiệt, huấn luyện quân sĩ, tích trữ lương thảo, tính kế đánh nhà Mạc. Mỗi khi có việc đánh dẹp đều do Trịnh Kiểm thống lĩnh, đánh đâu được đấy. Do vậy, các hào kiệt ở đất Hoan, Diễn, Ô, Quảng đua nhau tới theo. Năm 1548, vua Lê Trang Tông qua đời, trị vì được 15 năm, thọ 34 tuổi. Trịnh Kiểm lập con ông là Thái tử Lê Huyên lên nối ngôi, tức là Lê Trung Tông. Năm 1550, do bị gièm pha, một viên trọng thần nhà Mạc là Thái tể Phụng Quốc Công Lê Bá Ly đem toàn quân hai đạo Sơn Tây, Sơn Nam, hơn 13,000 đến Thanh Hóa đầu hàng Nam Triều. Bá Ly lại viết thư dụ được nhiều mưu thần, mãnh tướng phía Bắc theo về nhà Lê. Từ đó, thanh thế Nam Triều mạnh lên. Năm 1551, Trịnh Kiểm xuất quân đánh nhà Mạc. Trước khi đi, ông viết một bức thư nôm kêu gọi mọi người hãy nhớ đến công ơn vua Lê Thái Tổ năm xưa đã đánh đuổi giặc Minh, giành độc lập cho đất nước, để đồng lòng tôn phò vua Lê, tiêu diệt kẻ xoán ngôi. Quân Mạc thua trận, vua Mạc Tuyên Tông phải bỏ Đông Kinh chạy ra Kim Thành. Quân Lê Trịnh tiến vào kinh đô, mở tiệc khao thưởng tướng sĩ. Lê Bá Ly và một số tướng bản nên đón hoàng thượng về Thăng Long, nhưng Trịnh Kiểm cho rằng nhà Mạc hãy còn mạnh, nhân tâm cũng chưa hẳn đã hướng về nhà Lê, nên không ký tên vào tờ biểu. Nhà vua xem tờ biểu, biết ý của Trịnh Kiểm, bèn hạ lệnh lui quân về. Mạc Tuyên Tông nghe tin quân Nam Triều rút lui, bèn sai quân truy kích, nhưng Trịnh Kiểm đánh tan truy binh nhà Mạc rồi trở về Thanh Hóa. Năm 1554, Trịnh Kiểm cho rằng lúc này sĩ khí đang lên, bèn sai các tướng xuất quân bình định Hóa Châu ở phía Nam. Đất Hóa Châu do tướng Mạc là Hoàng Bôi trấn giữ.
quân Nam Triều đánh tan quân Mạc, giết được Hoàng Bôi, bình định Hóa Châu. Thái sư Trịnh Kiểm bổ nhiệm các chức vụ, khiến cho xứ này được yên. Đến tháng 8 năm 1555, Bắc Triều thế lực lại mạnh lên, vua Mạc Tuyên Tông liền sai chú là Mạc Kính Điển đem quân vào đánh Thanh Hóa. Trịnh Kiểm dùng phục binh đánh tan quân Mạc, bắt sống mấy chục tướng. Mạc Kính Điển phải thu thập tàn quân chạy về Đông Kinh. Năm 1556, Lê Trung Tông mất, trị vì được 8 năm, thọ 21 tuổi. Trung Tông không có con nối dõi, mà việc binh quyền ở Nam Triều bấy giờ đều trong tay Trịnh Kiểm cả. Trịnh Kiểm đã lưỡng lự muốn tự xưng làm hoàng đế, nhưng còn do dự chưa dám quyết. Lúc đó, ở Hải Dương có ông Nguyễn Bình Khiêm, vốn là trạng nguyên nhà Mạc, nhưng vì chán ghét việc chính trị nhà Mạc rối ren nên đã xin từ quan về quê dạy học. Biết Nguyễn Bình Khiêm là người học rộng hiểu nhiều, Trịnh Kiểm mới sai người lẻn ra Hải Dương hỏi ý kiến của ông. Ông ấy bảo rằng, giữ chùa thờ Phật thì ăn oản. Trịnh Kiểm hiểu ý, bèn cho tìm người cháu của ông Lê Trừ, là anh vua Lê Thái Tổ, tên là Duy Bang lập lên làm vua, tức là Lê Anh Tông. Từ đó về sau, họ Trịnh tuy chuyên quyền nhưng không khi nào có ý cướp ngôi vua. Tháng 7 năm 1557, Mạc Tuyên Tông lại sai Mạc Kính Điển đánh Thanh Hóa. Trịnh Kiểm sai tướng chặn đường Kính Điển, không cho tiến lên, rồi tự mình cầm quân đi vòng theo đường núi, đánh vào sau lưng quân Mạc. Quân Mạc tan vỡ tháo chạy, quân Nam Triều bắt được rất nhiều khí giới. Mạc Kính Điển phải nhảy xuống sông trốn thoát. Sau khi đánh bại Kính Điển, Trịnh Kiểm dùng ngay chiến thuyền thu được của quân Mạc, chở tinh binh, cắm cờ hiệu nhà Mạc, đi đến cửa biển Đan Nhai. Tướng Mạc là cha con Phạm Quỳnh và Phạm Giao trông thấy, tưởng là quân tiếp viện nên không đề phòng gì. Quân Lê Trịnh tiến thẳng tới đánh úp, khiến cho quân Mạc tan vỡ, hai tướng phải bỏ thuyền chạy về Bắc. Nhân thế thắng, Trịnh Kiểm dẫn 5 vạn quân Bắc phạt đánh ra Sơn Nam, phá tan quân Bắc Triều. Quân nhà Lê đi đến đâu cũng không đụng đến của cải của dân, nên nhân dân đều mến phục. Nguyễn Quyện vốn là tướng của nhà Mạc, khi trước đi theo Lê Bá Ly đầu hàng nhà Lê. Mạc Tuyên Tông biết Nguyễn Quyện là tướng tài, bèn sai Nguyễn Bình Khiêm đi thuyết phục ông trở về với nhà Mạc. Nguyễn Quyện nghe theo, cùng em là Nguyễn Miễn trốn về Bắc Triều. Nhà Mạc liền sai Quyện cầm quân chống cự với quân Lê Trịnh. Vì Nguyễn Quyện biết rõ mọi tình hình Nam Triều nên Trịnh Kiểm rất tức giận, đích thân thống lĩnh bộ binh đi đánh, nhưng bị Quyện đánh tan. Trịnh Kiểm toan rút lui, tuy nhiên lại bị quân Mạc chặn mất đường về. Quân Lê Trịnh phải hết sức vất vả chiến đấu mới qua được, mất vài chục tướng, thuyền bè khí giới đều phải bỏ hết. Lúc trước, khi Nguyễn Kim bị đầu độc chết, trao binh quyền lại cho Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm sợ họ Nguyễn tranh quyền với mình cho nên kiếm cớ mà sát hại Nguyễn Uông, con cả của Nguyễn Kim. Người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng lo sợ bị anh rể Trịnh Kiểm hại như anh cả Nguyễn Uông, chưa biết làm thế nào, mới cho người ra Hải Dương hỏi Nguyễn Bình Khiêm. Ông ấy nói, Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Có nghĩa là một dải núi Hoành Sơn có thể dung thân được muôn đời. Năm 1558, Nguyễn Hoàng nhờ người chị gái là Bảo Ngọc xin với Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ Thuận Hóa. Trịnh Kiểm cho rằng đất ấy là nơi xa xôi, hẻo lánh nên đồng ý cho đi. Năm 1569, Nguyễn Hoàng ra Thanh Hóa yết kiến vua Lê, nộp quân lương giúp Nam Triều đánh nhà Mạc, rồi đến phủ Thái Sư lại mừng Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm rất hài lòng, phong cho ông trấn thủ luôn đất Quảng Nam, lệ mỗi năm phải nộp thuế là 400 cân bạc, 500 tấm lụa. Từ đó họ Nguyễn hùng cứ một phương, nhưng bề ngoài vẫn thần phục nhà Lê Trịnh. Nguyễn Hoàng là người có lòng khoan hậu, bụng ôm chí lớn, cho nên khi vào trấn giữ Thuận Hóa và Quảng Nam rồi, không chỉ đánh bại quân Mạc xâm phạm mà còn lấy được lòng dân. Thời gian này, Trịnh Kiểm tích cực vỗ trị quân dân, luyện tập tướng sĩ, thu dụng nhân tài, tích trữ khí giới, lương thực để chuẩn bị một trận đánh quy mô lớn nhằm thống nhất quốc gia. Năm 1559, ông giao cho các tướng trấn giữ Tây Đô, tự mình cầm 6 vạn quân Bắc tiến. Đại quân tiến tới Lộ Sơn Tây, rồi đi đánh các xứ Kinh Bắc. Quân Mạc liên tiếp thua trận, phần lớn đất đai phía Bắc sông Hồng đã về tay Nam Triều. Đến năm 1561, tình hình nhà Mạc nguy cấp, có người hiến kế cho Mạc Tuyên Tông rằng nên dùng cách bất ngờ đánh vào Thanh Hóa, khiến quân Nam Triều phải tự rút về, giống như kế vây Ngụy cứu Triệu của Tôn Tẫn vậy. Tuyên Tông nghe theo kế ấy, sai Mạc Kính Điển dùng thủy binh đánh vào cửa biển nhằm cướp Thanh Hóa. Bấy giờ phần lớn quân chủ lực Nam Triều đã ở ngoài Bắc, lực lượng ở Thanh Hóa rất mỏng và yếu. Các tướng Nam Triều thấy vậy, hoảng hốt vội rút quân về cứu viện. Trịnh Kiểm cũng lui quân. Đây là chiến dịch Bắc tiến quy mô lớn cuối cùng mà Trịnh Kiểm mở ra. Trong những năm cuối đời, ông vẫn cầm quân đánh nhà Mạc mấy lần nữa, nhưng chủ yếu cướp lấy lương thực rồi lại rút về. Tháng 3 năm 1570, Trịnh Kiểm qua đời, thọ 67 tuổi, nắm quyền trong 24 năm, trải qua 3 đời vua là Lê Trang Tông, Lê Trung Tông và Lê Anh Tông. Trước đó, khi bệnh tình trở nặng, ông đã dâng biểu xin thôi giữ binh quyền, lời lẽ rất khẩn thiết. Vua Lê bèn cho con trưởng của Trịnh Kiểm là Trịnh Cối lên thay, đốc lĩnh các quân.
Đến khi ông mất, Trịnh Cối được phong làm Đạt Quốc Công, nắm binh quyền. Bấy giờ, Trịnh Cối buông thả mình trong tửu sắc, ngày càng càn rỡ kiêu ngạo, không màng đến chính sự. Các tướng dưới quyền đều có ý lìa bỏ, ai cũng nghĩ chuyện sinh biến, mầm hoa hình thành. Trước tình hình đó, một số tướng lĩnh cùng nhau chống lại Trịnh Cối, đem thủ hạ đến đầu quân cho người em của Cối là Trịnh Tùng. Tùng chớp lấy cơ hội, dẫn quân đến chỗ Lê Anh Tông kể rõ sự tình, rồi rước vua vào phía trong cửa Ải Vạn lại, chia quân phòng giữ các nơi hiểm yếu. Tháng 5 năm 1570, Trịnh Cối dẫn quân đến đánh, hai bên giao chiến mấy ngày không phân thắng bại. Lê Anh Tông sai sứ chiêu dụ hai bên giảng hòa nhưng không có kết quả. Lúc đó, phụ chính của nhà Mạc là Mạc Kính Điển thấy Nam Triều có nội loạn, bèn mang 10 vạn quân đánh xuống Thanh Hóa. Trịnh Cối bị kẹp giữa quân Mạc và Trịnh Tùng, tự liệu không chống nổi, liền đem các tướng dưới quyền và vợ con đến hàng nhà Mạc. Vua Lê Anh Tông sắc phong Trịnh Tùng làm Trường Quận Công, nắm giữ binh quyền để chống địch. Trước thế mạnh của quân Mạc, Trịnh Tùng chủ trương phòng thủ, chia quân chiếm giữ các nơi trọng yếu, đào hào đắp lũy, đặt phục binh. Mạc Kính Điển đánh mãi không được, đến cuối năm 1570 thì rút quân về Bắc do thiếu lương. Mùa xuân năm 1571, vì công đánh đuổi quân Mạc, Trịnh Tùng được nhận phong thái úy, Trường Quốc Công, nắm giữ binh quyền Nam Triều. Ban đầu, Lê Anh Tông và Trịnh Tùng sống với nhau khá hòa thuận. Nhưng đến năm 1572, vì nghe lời rèm của một số đại thần, lại thấy rằng quyền hành Trịnh Tùng quá lớn, vua Lê bàn với tướng Lê Cập Đệ mưu trừ khử Trịnh Tùng để lấy lại quyền bính cho nhà Lê. Kế hoạch bị bại lộ, Trịnh Tùng cho gọi Cập Đệ đến, rồi sai đao phủ phục sẵn xông ra giết chết, lại tru di cả họ. Lê Anh Tông biết chuyện, bèn bỏ hành cung, cùng 4 hoàng tử lớn chạy vào Nghệ An. Trịnh Tùng cho đón hoàng tử thứ 5 là Duy Đàm lên ngôi hoàng đế, đó là vua Lê Thế Tông, rồi sai tướng đến Nghệ An bắt Anh Tông. Nhà vua chạy trốn nhưng không thoát, bị bắt về và bị thắt cổ chết. Lê Anh Tông trị vì được 17 năm, thọ 41 tuổi. Trong vòng hơn 10 năm kể từ khi anh em họ Trịnh bất hòa, do việc nội bộ chưa yên nên Nam Triều chủ yếu lo việc phòng thủ trước quân Mạc. Còn nhà Mạc thì liên tiếp mở các cuộc tấn công xuống phía Nam, khiến quân nhà Lê phải vất vả chống đỡ, nhưng cũng không thu được kết quả gì đáng kể. Năm 1580, phụ chính của nhà Mạc là Mạc Kính Điển mất, vua Mạc Mậu Hợp lại ham mê tửu sắc, bỏ bê chính sự. Kể từ đó, thế lực Bắc Triều ngày càng suy yếu. Từ năm 1583, Trịnh Tùng nhận thấy quân mình đã mạnh, bắt đầu phản công trở lại và dần dần chiếm được ưu thế trên chiến trường. Tháng 12 năm 1591, Trịnh Tùng thân dẫn 5 vạn quân ra đánh Thăng Long. Vua Mạc Mậu Hợp cũng huy động binh mã cả nước được khoảng 10 vạn, đích thân làm tướng, kháng cự với quân Trịnh Tùng. Hai bên giao chiến ác liệt, quân Mạc không địch nổi, tan vỡ bỏ chạy. Quân Nam Triều thừa thắng truy kích, chém được hơn 1 vạn quân Mạc, cướp được rất nhiều khí giới và ngựa. Mạc Mậu Hợp phải bỏ thành Thăng Long chạy sang bên kia sông Hồng. Trịnh Tùng tuy đánh thắng liên tục nhưng do lực lượng chưa đủ, lại có sông Hồng ngăn trở nên lại lui về Thanh Hóa. Mùa thu năm 1592, tướng Mạc là Bùi Văn Khuê vì bị Mạc Mậu Hợp mưu giết để cướp vợ, nên đem quân thủy dưới trướng theo về với nhà Lê. Trịnh Tùng đang thiếu thủy quân, bỗng dưng được thêm lực lượng của Bùi Văn Khuê như một món quà từ trên trời rơi xuống, nên rất mừng, nói rằng: "Văn Khuê đầu hàng, thế là trời giúp cho ta được chóng thành công, đất đai bản triều có thể hẹn ngày khôi phục được." Tháng 11 năm đó, Trịnh Tùng tiến quân ra cửa sông Hát, đánh bại tướng Mạc là Mạc Ngọc Liễn, rồi thừa thắng kéo đến cửa Nam thành Thăng Long. Mạc Mậu Hợp hốt hoảng chạy sang Hải Dương. Quân Lê Trịnh thu phục được toàn bộ đất đai phía nam sông Hồng, bắt được rất nhiều chiến thuyền, khí giới, quân sĩ. Trịnh Tùng phủ dụ quân dân, cấm tướng sĩ không được xâm phạm đến dân chúng. Ngày hôm sau, quân Lê Trịnh đánh đến Hải Dương. Mạc Mậu Hợp không chống nổi, bỏ chạy, lập con là Mạc Toàn làm vua, bản thân tự làm tướng quản đốc binh mã chống giữ. Được ít lâu, Mạc Mậu Hợp thua trận, bị bắt giải về Đông Kinh. Trịnh Tùng sai giàn binh mã uy nghiêm rồi cho dẫn Mậu Hợp vào, bắt hành lễ quỳ lạy dập đầu như đối với thiên tử, rồi sai giam lại ở bên ngoài cửa quân. Mấy hôm sau, Mạc Mậu Hợp bị chém đầu. Sau khi Mạc Mậu Hợp bị giết, mùa xuân năm 1593, con của Mạc Kính Điển là Mạc Kính chỉ tập hợp lại được mấy vạn quân, lên ngôi ở huyện Chí Linh. Mạc Toàn và nhiều bề tôi trung thành với nhà Mạc dẫn nhau đến quy phục. Trịnh Tùng được tin, sai quân đến đánh, nhưng bị Kính chỉ đánh cho đại bại. Khu vực Hải Dương và Kinh Bắc lại theo về họ Mạc. Trịnh Tùng sợ để lâu sinh biến, liền sai tướng Hoàng Đình Ái dẫn lực lượng lớn đi tiễu trừ. Kính chỉ dốc hết quân ra chống giữ. Hai bên giao chiến ác liệt, lâu ngày không phân thắng bại, đến nỗi không lúc nào dám cởi bỏ áo giáp. Trước tình hình đó, Trịnh Tùng đích thân dẫn quân qua sông Hồng, sai một tướng lẻn đánh úp sau lưng Kính chỉ, còn Trịnh Tùng dùng thủy quân chặn vùng thượng lưu tạo thế bao vây tứ phía. Quân Mạc tan vỡ, Kính chỉ và thân thuộc trốn vào trong núi.
quân Lê Trịnh đuổi theo, bắt được Mạc Kính Chỉ, Mạc Toàn và nhiều tôn thất nhà Mạc, đem về Đông Kinh xử tử. Sau khi Mạc Kính Chỉ bị giết, ngay trong năm 1593, một người em của Kính Chỉ là Mạc Kính Cung được các dư đảng nhà Mạc lập làm vua. Thế lực họ Mạc lại mạnh lên, kiểm soát bờ bắc sông Hồng. Trịnh Tùng đích thân dẫn quân đi đánh dẹp, quân Mạc tan chạy, nhưng lực lượng nhà Mạc ở vùng đông bắc vẫn còn nhiều, quân Lê Trịnh chưa thể dẹp hết được. Trong những năm tiếp theo, quân Lê Trịnh nhiều lần tiến đánh quân Mạc. Mạc Kính Cung thua trận, phải rút lui vào rừng núi. Nhưng đến khi quân Trịnh rút đi, quân Mạc lại nhanh chóng tái chiếm các vùng Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Quảng và Lạng Sơn. Tình thế ở Bắc Bộ cứ rằng co như vậy trong hơn 30 năm. Sau khi chiếm lại được Thăng Long, Trịnh Tùng cho sửa sang lại cung điện, một tháng thì hoàn thành, rồi sai người đến Tây Đô đón Xa Giá về kinh. Mùa hạ năm 1593, Lê Thế Tông đến kinh đô. Ngày 16 tháng 5, vua ngự ở tòa chính điện, nhận lễ mừng của bách quan, đại xá thiên hạ, gia phong cho những ai có công. Nhà Lê kể từ khi mất ngôi năm 1527, đến đây mới được trở về chốn xưa, nhưng vị thế đã không còn được như trước nữa. Lúc này, Trịnh Tùng bắt đầu tính đến người cậu là Nguyễn Hoàng đang ở phía Nam. Nhân danh vua Lê, Trịnh Tùng triệu Nguyễn Hoàng ra Bắc với lý do đánh dẹp tàn dư nhà Mạc tại Bắc Bộ. Mùa hạ năm 1593, Nguyễn Hoàng vào chầu vua Lê Thế Tông, dâng nộp sổ sách hai sứ Thuận Quảng, được phong làm thái úy, Đoan Quốc Công, lĩnh quân dẹp giặc cướp ở Sơn Nam và Hải Dương. Trong suốt 8 năm sau đó, Nguyễn Hoàng lập được rất nhiều chiến công, dần thăng tới chức hữu tướng chỉ sau Trịnh Tùng. Vì thế, Trịnh Tùng càng không muốn cho ông về vì e sợ thả hổ về rừng. Đến năm 1600, Nguyễn Hoàng xúi dục một số tướng cũ của nhà Mạc nổi lên chống lại nhà Lê, theo về họ Mạc. Sau đó, ông xin được cầm quân đánh dẹp, nhưng lại bí mật đốt hết doanh trại, xuống thuyền trốn về Thuận Hóa. Do cuộc nổi loạn này, Trịnh Tùng phải đưa vua Lê rời khỏi Thăng Long về Thanh Hóa trong hơn một năm. Vì bận đối phó với họ Mạc, không rảnh lo đến việc Nguyễn Hoàng trốn đi, Trịnh Tùng bèn cho người đưa thư vào Nam Vỗ về ông. Để xoa dịu tình hình, Nguyễn Hoàng viết thư nhận lỗi, lấy thóc lúa, vàng bạc ra Bắc cống đột cho Trịnh Tùng và hẹn kết nghĩa thông gia. Mùa đông năm đó, Nguyễn Hoàng gả con gái là Ngọc Tú cho con Tùng là Trịnh Tráng. Tháng 5 năm 1599, Trịnh Tùng ép vua Lê Thế Tông phong cho mình làm Đô Nguyên Soái, Tổng Quốc Chính Thượng Phụ Bình An Vương, là chức quan cao nhất trong triều, chỉ đứng sau Hoàng đế. Vua bất đắc dĩ phải y cho. Trịnh Tùng nhận sách phong xong, vào triều lạy tạ vua Lê, rồi về phủ chúa nhận lễ bái mừng của trăm quan, mở tiệc lớn và đem tiền lụa ra thưởng cho mọi người. Trịnh Tùng lại cho xây phủ chúa ở ngay bên cạnh triều đình vua Lê, và từ đó, phủ chúa trở thành nơi bàn định công việc của đất nước, triều đình chỉ còn là hư danh. Vua Lê chỉ có 7 thớt voi, 20 thuyền rồng, 5.000 lính túc vệ, thu thuế 1.000 xã để chi dụng. Còn những việc đặt quan, thu thuế, bắt lính, trị dân đều thuộc về quyền họ Trịnh cả. Chỉ có khi nào thiết triều hay là tiếp sứ thì mới cần đến vua mà thôi. Uy quyền họ Trịnh bấy giờ rất lớn, nếu muốn lật đổ nhà Lê thì cũng không khó gì. Nhưng trước sau Trịnh Tùng vẫn không dám cướp ngôi vua, là vì ở phía Bắc sợ có nhà Minh sinh sự, lại có họ Mạc còn giữ đất Cao Bằng. Nếu tiếm ngôi thì e kẻ địch nổi lên lấy cớ phù Lê diệt Trịnh. Từ đó, sự nghiệp của chúa Trịnh ở đàng ngoài chính thức bắt đầu. Tháng 10 năm 1599, Lê Thế Tông qua đời, trị vì được 26 năm, thọ 32 tuổi. Trịnh Tùng bàn với các quan rằng Thái tử Lê Duy Từ không thông minh mẫn tiệp, bèn lập con thứ là Lê Duy Tân lên nối ngôi, đó là Lê Kính Tông, bấy giờ mới 12 tuổi. Về sau, ông đem con gái của mình là Trịnh Thị Ngọc Trinh gả cho vua Kính Tông, lập làm chính cung hoàng hậu. Năm 1619, vua Lê Kính Tông vì thấy Trịnh Tùng chuyên quyền quá nên không chịu được. Biết con thứ của Trịnh Tùng là Trịnh Xuân tranh ngôi với Trịnh Tráng, nên nhà vua bàn mưu với Xuân giết chúa, rồi quyền bính sau này sẽ trao cho Xuân. Trịnh Xuân bèn sai người ám sát Trịnh Tùng nhưng không thành. Chúa Trịnh ra lệnh bắt Xuân, nhưng nghĩ tình cha con nên không nỡ giết, chỉ bãi hết quan tước, binh quyền và giam vào nội phủ. Vua Lê Kính Tông thắt cổ tự vẫn, trị vì được 20 năm, thọ 31 tuổi. Sau khi Lê Kính Tông mất, Trịnh Tùng định lập một người cháu của Lê Anh Tông, nhưng Hoàng hậu Ngọc Trinh khóc với chúa rằng: "Tiên quân có tội, chứ đứa con có tội gì, sao lại bỏ con của con mà đi tìm người khác? Nếu phụ vương lập nó, thì đến muôn đời sau, kẻ làm vua vẫn là con cháu của phụ vương vậy." Chúa Trịnh mới nghe theo, sai đại thần và bách quan rước hoàng trưởng tử Lê Duy Kỳ tới điện cần tránh lên ngôi, đó là Lê Thần Tông. Đến năm sau, 1620, chúa nghĩ đến tình ruột thịt mà thả Trịnh Xuân ra và lại cho nắm binh quyền. Chúa Trịnh Tùng có rất nhiều con trai, và rất nhiều trong số họ là những vị tướng cầm quân tài giỏi. Nhưng vì họ đều có tài thì lại càng chú ý cạnh tranh về quyền lợi, lăm le tranh giành lẫn nhau cái địa vị kế thừa ngôi chúa. Vì vương tử trưởng là Trịnh Túc mất sớm,
nên vương tử thứ ba Trịnh Tráng có khả năng kế vị cao nhất. Tuy nhiên, một vương tử khác là Trịnh Xuân không chấp nhận hiện thực đó mà luôn nuôi ý định tranh giành. Năm 1623, Trịnh Tùng phát bệnh kết lỵ rất nặng, nằm ngồi không yên, bỏ cả ăn uống, thân thể suy nhược, chân tay không nhấc lên nổi. Ông bèn cùng các quan văn võ mưu tính việc chọn thế tử. Theo đề nghị của bách quan, chúa Trịnh cho Trịnh Tráng nắm giữ binh quyền, Trịnh Xuân làm phó. Trịnh Xuân không chịu, nổi lên làm loạn, đem quân xông vào phủ chúa. Trịnh Tùng trông thấy Xuân, tức giận mắng: "Mày sao nỡ làm thế, đạo làm con để đâu?" Trịnh Xuân kinh sợ, rút quân ra ngoài thành, cướp lấy voi, ngựa, của báu, rồi nhân đó vung lửa đốt. Kinh thành đại loạn. Trịnh Tráng nghe có loạn, không biết tin tức về cha mình, bèn sai người rước vua Lê Thần Tông về Ninh Giang, còn mình tự lưu lại ở Nhân Mục, hội họp các quan văn võ bàn bạc việc quân. Chúa Trịnh Tùng sai quân sĩ đưa về dinh của người em là Trịnh Đỗ. Đỗ bèn bày mưu, sai người đến chỗ Trịnh Xuân nói là chúa gọi đến để trao binh quyền. Xuân hí hửng cùng mấy chục thuộc hạ vào yết kiến, Đỗ bèn sai quân bắt giữ rồi giết chết Trịnh Xuân. Bấy giờ, Trịnh Tùng chỉ nằm vật vờ trên giường, không thể nói chuyện được. Trịnh Đỗ âm mưu dụ tất cả các vương tử vào nhà của mình rồi giết đi để chiếm ngôi chúa, nhưng Trịnh Tráng đoán biết được âm mưu đó nên việc không thành. Về sau, Trịnh Tráng rời vua Lê Thần Tông về Thanh Hóa, còn chúa đang nằm hấp hối thì bị đưa ra khỏi cung điện, rồi chết dọc đường. Cha con Trịnh Đỗ bỏ xác ông lại trên cầu, may nhờ có viên hoạn quan là Bùi Sĩ Lâm đem thi hài của ông xuống thuyền, chuyển đến chỗ Trịnh Tráng, khi đó mới làm lễ phát tang. Cha con Trịnh Đỗ sau đó lại xin quy phục Trịnh Tráng và được giữ nguyên các chức tước, không bị truy tội gì cả. Chúa Trịnh Tùng cầm quyền trong 53 năm, thọ 73 tuổi. Trịnh Tùng mất, thế tử Trịnh Tráng lên kế vị vua chúa. Ngày mùa thu năm đó, 1623, Mạc Kính cung nhân triều Lê có loạn, đem quân xuống Gia Lâm đóng đồn, lực lượng lên đến hơn vạn người. Sau khi ổn định lại tình hình, tháng 8 năm 1623, Trịnh Tráng xuất binh đánh quân Mạc. Mạc Kính cung thiệt hại nặng nề, phải rút lên Cao Bằng. Chúa Trịnh sai người vào Thanh Hóa giúp vua Lê về kinh. Đến năm 1625, ông sai quân đi đánh nhà Mạc, bắt được Mạc Kính cung và thuộc hạ, mang về Thăng Long xử tử. Một người cháu của Kính Cung là Mạc Kính khoan cố thủ đất Cao Bằng, dâng biểu về triều Lê xin quy thuận, đồng thời cho người sang kêu với nhà Minh. Vua Minh vì muốn duy trì thế Nam Bắc triều ở Việt Nam để có lợi cho Trung Quốc nên đã can thiệp để họ Mạc được cát cứ ở Cao Bằng. Trịnh Tráng bèn nhân danh Lê Thần Tông, bất đắc dĩ phong cho Mạc Kính khoan chức thống quốc công và giao trấn giữ vùng biên giới. Năm 1638, Mạc Kính khoan mất, còn là Mạc Kính Vũ dựa vào uy thế của nhà Minh, không thần phục triều đình Lê Trịnh. Chúa Trịnh nhiều lần sai quân lên đánh nhưng không được. Đến khi nhà Minh mất vào tay nhà Thanh, Mạc Kính Vũ lại thần phục nhà Thanh để duy trì sự cát cứ. Tháng 11 năm 1643, Lê Thần Tông nhường ngôi cho Thái tử Duy Hựu, đó là vua Lê Chân Tông. Thần Tông lên làm Thái Thượng Hoàng, ra ở cung riêng. Nhưng đến năm 1649, Lê Chân Tông bệnh mất khi mới 19 tuổi, trị vì được 6 năm, không có con nối dõi. Trịnh Tráng lại rước Lê Thần Tông trở lại ngôi vua lần thứ hai. Thời bấy giờ, chủ nghĩa tư bản ở phương Tây đã phát triển, các nhà tư bản đã nghĩ đến việc mở rộng thị trường sang vùng Đông Á và Đông Nam Á. Vào năm 1626, người Bồ Đào Nha mở rộng buôn bán ở đàng ngoài, tiếp đó là người Hà Lan. Chúa Trịnh và người Hà Lan có quan hệ tốt đẹp, ban đầu được họ tặng hai khẩu Đại Bắc nên rất tín nhiệm họ. Chúa còn ép vua Lê Thần Tông phải viết thư cho toàn quyền Hà Lan ở Indonesia, nhờ giúp đánh chúa Nguyễn. Năm 1637, Trịnh Tráng cho người Hà Lan đến mở cửa hàng ở phố Hiến, Hưng Yên. Về sau, ở đấy có thêm người Nhật Bản, người Trung Hoa, người Siêm La, người Bồ Đào Nha đến buôn bán, làm thành một thương cảng rất tấp nập. Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến là một câu truyền tụng từ thời bấy giờ. Tuy chúa Trịnh muốn mở rộng buôn bán với phương Tây, nhưng lại cấm đạo. Bấy giờ ở phía Nam, Nguyễn Hoàng đã mất, con là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay, bỏ không nộp thuế cho triều đình Lê Trịnh. Năm 1627, chúa Trịnh sai sứ đến Thuận Hóa đòi Phúc Nguyên nộp tô thuế, nhưng chúa Nguyễn không chịu. Vìn vào cớ đó, Trịnh Tráng khởi 20 vạn đại quân Nam tiến đánh họ Nguyễn, mở đầu cho xung đột Trịnh Nguyễn phân tranh. Chúa Nguyễn cho quân chống giữ ở bờ bắc sông Nhật Lệ. Quân Trịnh chủ động tấn công nhưng không chọc thủng được phòng tuyến của quân Nguyễn. Phía Nguyễn có lợi thế là đại bác hiện đại của Bồ Đào Nha nên làm quân Trịnh sợ chạy giạt. Trong lúc hai bên tiếp tục giằng co thì quân Nguyễn phao tin ở miền Bắc, Trịnh Gia và Trịnh Nhạc âm mưu làm phản. Trịnh Tráng nghi ngờ, vội thu quân về. Năm 1633, con thứ ba của chúa Nguyễn Phúc Nguyên là Nguyễn Phúc Anh bất mãn do không được làm thế tử, bèn viết thư hẹn làm nội ứng cho Trịnh Tráng. Chúa Trịnh liền khởi binh Nam tiến lần thứ hai, đóng ở cửa Nhật Lệ. Chúa Nguyễn cử tướng dẫn quân ra đánh. Trịnh Tráng đang đợi suốt hơn 10 ngày không thấy hiệu làm nội ứng của Phúc Anh thì bị quân Nguyễn đánh úp, quân Trịnh hoảng loạn tan vỡ bỏ chạy.
Trịnh Tráng rút về Bắc, để lại con rể là Nguyễn Khắc Liệt trấn thủ châu Bắc Bố Chính. Năm 1643, Trịnh Tráng sai con là Trịnh Tạc kéo quân vào đánh Nam Bố Chính. Viên trấn thủ của chúa Nguyễn là Bùi Công thắng từ trận. Nhân đó, chúa Trịnh đích thân thống xuất đại quân, mang theo cả vua Lê đến châu Bắc Bố Chính để đốc binh. Quân Nguyễn ra sức chống cự. Lúc đó sắp vào hè, thời tiết nóng nực nên Trịnh Tráng phải rút quân về, kết thúc chiến dịch lần thứ ba. Năm 1648, Trịnh Tráng sai tướng Lê Văn Hiểu khởi binh Nam tiến lần thứ tư, dẫn bộ binh đánh Nam Bố Chính, còn thủy quân đánh cửa biển Nhật Lệ. Quân Trịnh dùng Đại Bác bắn phá thành lũy, nhưng quân Nguyễn cố thủ khiến quân Trịnh không hạ được. Sau đó, Thế tử Nguyễn Phúc Tần mang quân cứu viện ra Quảng Bình, chia quân mai phục rồi đánh úp quân Trịnh lúc nửa đêm. Quân Trịnh thua lớn, bị thủy quân Nguyễn chặn đánh chạy đến tận sông Danh. Quân Nguyễn định tiếp tục vượt sông Danh đánh ra Bắc Bố Chính, nhưng nghe tin chúa Nguyễn Phúc Lan ngã bệnh chết trên đường về Thuận Hóa, nên phải lui binh. Trịnh Tráng cũng rút quân về. Trong thời gian cầm quyền của mình, Trịnh Tráng cho quân Nam tiến tất cả 4 lần và nhiều lần giao tranh quy mô nhỏ hơn, nhưng không thu được kết quả gì. Không những thế, vào năm 1655, chúa Nguyễn bấy giờ là Nguyễn Phúc Tần sai quân vượt sông Danh đánh vào Bắc Bố Chính, chiếm được 7 huyện của Nghệ An ở phía nam sông Lam. Tháng 5 năm 1657, Trịnh Tráng mất giữa lúc cuộc chiến Trịnh Nguyễn vào thời kỳ khốc liệt nhất, thọ 81 tuổi, cầm quyền trong 34 năm. Thế tử là Tây Định Vương Trịnh Tạc lên đối ngôi chúa. Khi chúa Trịnh Tạc lên ngôi, người em út là Trịnh Toàn đang cầm quân ở Nghệ An phòng giữ quân Nguyễn, được nhiều người tín phục. Trịnh Tạc đem lòng nghi ngờ, đố kỵ, bèn sai con là Trịnh Căn ra Nghệ An giả tiếng giúp Trịnh Toàn, nhưng thực chất là để giám sát, lại sai sứ đến trách Toàn việc cha chết mà không về để tang. Thủ hạ của Trịnh Toàn lo sợ, nhiều người sang hàng quân Nguyễn. Toàn trở về kinh sư, liền bị chúa Trịnh khép vào tội mưu phản rồi tống giam vào ngục. Bấy giờ, chiến tranh Trịnh Nguyễn đang ở thời kỳ khốc liệt, với việc quân Nguyễn Bắc tiến giành được 7 huyện phía nam sông Lam, uy hiếp mạnh mẽ đối với Bắc Hà. Hai bên giữ thế giằng co trong suốt hai năm 1658 và 1659. Sau đó, quân Nguyễn cũng phải hưu chiến vì không đủ lực lượng tổng tấn công ra Bắc. Đến năm 1660, chúa Trịnh Tạc quyết định tăng thêm quân cho chiến trường phía Nam. Nhờ có viện binh tiếp sức, cuối năm đó, Trịnh Căn đại thắng quân Nguyễn, giành lại 7 huyện phía Nam sông Lam và Bắc Bố Chính như cũ. Mùa đông năm sau, 1661, Trịnh Tạc rước vua Lê Thần Tông đến Bắc Bố Chính, chuẩn bị tấn công quân Nguyễn. Lần này, ông vẫn để Trịnh Căn làm nguyên soái. Cánh quân Trịnh Tiên Phong vượt sông Danh đóng ở xã Phúc Tư. Quân Nguyễn chống đỡ có hiệu quả, giết được tướng Trịnh là Hoan Trung. Đến đầu năm 1662, Trịnh Căn thua trận, bỏ chạy. Chúa Trịnh lại đưa nhà vua trở về kinh sư, chấm dứt lần giao tranh lớn thứ 6 của hai họ Trịnh Nguyễn. Sau khi cùng chúa Trịnh Nam Trinh trở về không lâu, vua Lê Thần Tông lâm bệnh nặng. Trịnh Tạc theo lời dụ của Thần Tông trước khi mất, lập hoàng trưởng tử Duy Vũ còn nhỏ tuổi làm hoàng thái tử. Tháng 11 năm 1662, vua Lê Thần Tông qua đời, trị vì lần thứ nhất được 24 năm, lần thứ hai được 13 năm, thọ 55 tuổi. Thái tử nối ngôi, tức là Lê Huyền Tông. Chiến tranh phía Nam tạm yên, Trịnh Tạc chú tâm tới củng cố bộ máy theo lối chính quy. Ông quy định các quan lại phải thay phiên nhau vào túc trực trong phủ chúa để làm việc, gọi là nhập các. Dưới sự cố vấn của tham tụng Phạm Công Trứ, một loạt chính sách mới về thuế khóa, ruộng đất được ban hành để giải quyết hậu quả chiến tranh. Mùa thu năm 1662, chúa sai ban 47 điều giáo hóa thần dân trong nước, các ty phải làm biển viết rồi treo lên, mỗi lần họp làng đều phải có tiết mục đọc mấy giáo điều đó. Về quan chế, trên 6 quan thượng thư giữ 6 bộ, có đặt thêm quan tham tụng và quan bồi tụng coi việc chính trị. Ngoài ra, chúa đặt thêm trưởng phủ sự và thự phủ sự để coi việc binh chính. Trịnh Tạc cấm các quan viên không được lập trang trại ở chỗ mình làm quan vì phần nhiều ỷ quyền thế, uy hiếp lấy ruộng đất của nhân dân. Như thế đỡ hại dân và giữ liêm cho quan. Năm 1663, Trịnh Tạc ra sắc dụ cấm nhân dân theo đạo Kitô. Năm 1664, chúa Trịnh ép vua Lê Huyền Tông cho mình những đặc quyền, vào chầu vua không phải lại, tờ trương tấu không phải xưng tên, đặt chỗ ngồi ở bên trái chỗ ngồi của vua. Sau đó còn ép vua lập con gái mình là Trịnh Thị Ngọc Áng làm hoàng hậu. Năm 1667, sau trận thắng họ Mạc, Trịnh Tạc tự ra phong làm đại nguyên soái, thượng sư thái phụ Tây Vương. Tuy nhiên, cũng từ thời kỳ này bắt đầu xuất hiện nạn kiêu binh. Quân đội nhà Lê Trịnh từ thời chúa Trịnh Tùng được phân ra làm hai loại. Loại đầu là ưu binh, chỉ lấy ở hai xứ Thanh Nghệ là quê hương của vua Lê và chúa Trịnh, cũng là vùng đất trung thành với nhà Lê Trịnh từ những ngày đầu. Họ được dùng làm quân cận vệ túc trực ở kinh thành, được cấp lộc điền và đôi khi còn được ban chức tước. Loại thứ hai là nhất binh, lấy ở bốn chấn đất Bắc là
Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Dương và Sơn Tây dùng để giữ ở các trấn, hết kỳ công tác thì cho về quê làm ruộng. Lính Thanh Nghệ cậy có công lao trong chiến trận, lại được triều đình ưu ái nên sinh ra kiêu ngạo, phóng túng, nhiều khi lộng hành khiến kinh đô rối loạn nên còn được gọi là kiêu binh. Có khi đám kiêu binh này còn tự ý đánh phá tư dinh của các đại thần, thậm chí giết hại họ. Năm 1671, vua Lê Huyền Tông mất, Trịnh Tạc lập hoàng đệ Duy Khoái từ nhỏ được nuôi dạy trong phủ chúa lên nối ngôi, đó là Lê Gia Tông. Giữa năm 1672, sau 10 năm hưu chiến với họ Nguyễn, Trịnh Tạc lại đưa vua Lê Gia Tông đi đánh Nam Bố Chính. Trịnh Căn làm nguyên soái thủy binh, thống lĩnh 3 vạn quân đi đánh, Trịnh Tạc và nhà vua đóng ở Bắc Bố Chính. Chúa Nguyễn Phúc Tần Sai, con thứ tư là hiệp cầm quân ra chống cự, có các tướng Nguyễn Hữu Giật, Nguyễn Mỹ Đức hỗ trợ, chúa Nguyễn đích thân dẫn đại quân tiếp ứng. Quân Trịnh áp sát thành lũy, nhưng quân Nguyễn dựa vào thành lũy kiên cố mà đẩy lui được quân Trịnh. Lúc đó đã vào mùa đông, thời tiết giá rét, Trịnh Căn lại bị bệnh nặng nên Trịnh Tạc phải lui quân. Sau trận đánh này, cả hai bên Trịnh Nguyễn đều trở nên quá mệt mỏi và kiệt quệ vì những cuộc chiến tranh ròng rã trong suốt 46 năm. Vì vậy, hai phe quyết định đình chiến, chia đôi đất nước. Sông Danh trở thành ranh giới chia nước Đại Việt thành đàng trong và đàng ngoài. Trong vòng hơn 100 năm tiếp theo, hai họ Trịnh Nguyễn không giao chiến thêm lần nào nữa. Năm 1675, Lê Gia Tông bệnh mất khi mới 14 tuổi, trị vì được 4 năm. Chúa Trịnh Tạc đưa hoàng đệ Duy Hiệp lên kế vị, đó là Lê Hy Tông. Năm 1677, sau khi chiến tranh với họ Nguyễn chấm dứt, Trịnh Tạc lại sai tướng Đinh Văn Tả đưa quân tấn công Cao Bằng. Trước đây, Ngô Tam Quế phản nhà Thanh, Kính Vũ thần phục họ Ngô còn chính quyền Lê Trịnh không theo. Đến lúc đó Tam Quế sắp bị diệt, Kính Vũ cũng không được nhà Thanh ủng hộ nữa. Nhân đó chúa Trịnh mới cử quân tấn công. Tháng 8 năm 1677, quân Lê Trịnh hạ được Cao Bằng, Mạc Kính Vũ chạy trốn sang Long Châu, Trung Quốc. Hai người con của Kính Vũ là Mạc Kính Hẻ và Mạc Kính Quang lần lượt được dư đảng của nhà Mạc lập lên, nhưng đến năm 1683 thì hoàn toàn bị tiêu diệt. Từ đó, việc họ Mạc cát cứ Cao Bằng chấm dứt. Từ năm 1674, Trịnh Tạc do tuổi cao sức yếu, tâu xin vua Lê Phong cho Trịnh Căn làm nguyên soái, tổng quốc chính, định Nam Vương, dự bị thừa kế ngôi chúa. Đến năm 1682, Trịnh Tạc mất, Trịnh Căn lên kế vị. Lúc bấy giờ, việc chiến tranh đã tạm yên, nên chúa Trịnh Căn chú tâm củng cố bộ máy cai trị ở Bắc Hà. Ông trọng dụng các danh sĩ như Nguyễn Danh Nho, Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Tông Quai. Năm 1684, Trịnh Căn hạ lệnh cho các quan phải vi hành để thị sát đời sống dân chúng, đến cuối năm sẽ theo hoàn cảnh từng loại người để làm trình bày, tìm phương pháp giúp đỡ cho họ. Trong lệnh chỉ, ông viết, thương yêu dân chúng là việc đầu tiên của chính sự. Dân chúng có người vì quan sở tại hà khắc, bọn quyền quý ức hiếp, có người vì oan ức phải phiêu tán tha hương, họ cần được vỗ về, thương yêu mới phải. Cuối năm 1684, chúa ra lệnh khảo xét các quan coi việc binh và việc dân, ban thưởng cho 16 người do được đánh giá là biết vỗ về, thương xót mọi người. Năm 1693, vì thực trạng học trò câu nệ về lề lối cũ, nghĩa là gần như thuộc rồi chép y nguyên trong sách vở mà không có phát kiến gì, nên chúa chỉnh đốn lại thể văn thi ở các khoa trường theo lệ thời Lê Thánh Tông, yêu cầu học trò khi viết văn vừa dùng cổ sử và áp dụng với chính sự đương thời, thơ thì cho tự do sáng tạo hơn chứ không dập khuôn vào một thể thơ nữa. Với yêu cầu như vậy thì giúp những người hiểu biết rộng rãi phát huy được nền tảng kiến thức của mình. Theo lời tham tụng Nguyễn Văn Thực, chúa Trịnh đặt chức quan quản lý công việc ở Quốc Tử Giám. Sau đó, ông định phép xét công trạng của các quan lại, chia họ thành 4 hạng, liêm khiết, tài năng, bình thường, gian dảo, cứ 3 năm xét một lần, rồi dựa vào đó mà thăng thưởng hay trách phạt. Để kiểm soát biên giới phía Bắc sau nhiều năm chiến loạn, Trịnh Căn cho lập sổ tu chi, tương tự như một loại bản đồ viết, nhằm ghi chép địa phận từ cấp phủ đến làng xã với chi tiết bên trong. Chúa Trịnh Căn rất nghiêm khắc trong việc thi cử và tuyển bổ quan lại. Năm 1694, hai đại thần là Tả Thị Lang Bộ Lại Nguyễn Danh Nho và Hữu Thị Lang Bộ Lại Ngô Sách Tuân bị tố cáo là tuyển dụng quan lại không hợp thể lệ, ưu ái cho các học trò của mình. Chúa bèn giáng chức hai người này, đồng thời bãi bỏ 24 vị quan mới được bổ nhiệm. Năm 1696, tham tụng Nguyễn Quán Nho vào phủ chúa để nghĩ sẵn đề bài thi. Sau đó, Quán Nho tiết lộ đề thi ấy ra. Trịnh Căn tức giận, bèn giáng chức Quán Nho. Năm 1697, ông nghiêm cấm cờ bạc và đặt luật để trừng phạt những người chơi cờ bạc. Nhìn chung, trong những năm chúa Trịnh Căn nắm quyền, xã hội tương đối ổn định, bộ máy chính quyền được củng cố, kinh tế, giáo dục được phát triển, đang ngoài bước vào một thời kỳ thái bình thịnh trị. Lúc bấy giờ, vùng Tuyên Quang đang do họ Vũ truyền đời chấn giữ. Kể từ khi nhà Mạc lên ngôi, nhà Lê Trung Hưng ở phía Nam, họ Vũ đã nổi lên cát cứ và xin theo nhà Lê chống nhà Mạc. Nhưng đến khi nhà Lê về được Thăng Long, họ Vũ cũng không thần phục hoàn toàn.
Các đời họ Vũ trấn giữ trên thành ở núi Bầu nên được gọi chung là Chúa Bầu, đến đây đã được hơn 160 năm. Chúa Bầu khi đó là Vũ Công Tuấn, tuy trên danh nghĩa thần phục nhà Lê với tước Khoan Quận Công, song thực tế là cai trị bán độc lập xứ Tuyên Quang. Năm 1686, Vũ Công Tuấn liên minh với người Nùng quấy phá, cướp bóc vùng giáp danh Tuyên Quang, Hưng Hóa. Chúa Trịnh Căn sai quân đi đánh dẹp. Vũ Công Tuấn thua chạy, bỏ trốn sang Vân Nam. Mùa hạ năm 1689, Trịnh Căn lại cử tướng đem quân tới đánh. Quân Lê Trịnh gửi thư cho Tổng đốc Vân Nam, yêu cầu họ giao nộp tù binh họ Vũ gồm hơn 120 người. Vũ Công Tuấn sau đó bị giải về kinh thành xử tử. Đất Tuyên Quang từ đây được triều đình tiếp quản. Năm 1705, Vũ Lê Hy Tông nhường ngôi cho con là Duy Đường, tức Lê Dụ Tông, rồi lên làm Thái Thượng Hoàng, đến năm 1716 thì mất, thọ 54 tuổi. Năm 1709, Trịnh Căn qua đời, nắm quyền trong 27 năm, thọ 76 tuổi. Vì con trưởng là Trịnh Vinh và cháu đích Tôn Trịnh Bính đều đã chết, nên chắt trưởng là Trịnh Cương lên kế thừa ngôi chúa, khi đó mới 17 tuổi. Khi cai trị, Trịnh Cương tỏ ra siêng năng, cần mẫn, thường cùng quan lại bàn soạn công việc từ đầu canh năm đến khi mặt trời lặn mới thôi. Chúa trọng dụng ba đại thần rất trẻ và có tài là Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Cơ và Nguyễn Công Hãng cùng bàn định và ban hành nhiều cải cách về chính trị, quân sự, kinh tế xã hội, học hành khoa cử. Do vậy, đàng ngoài bấy giờ rất hùng mạnh. Đương thời ở đàng trong, chúa Nguyễn Phúc Chu từng có ý chinh phạt Bắc Hà, bèn sai người ra Bắc do thám. Các thám tử đàng trong thấy được sự cai quản chặt chẽ của Trịnh Cương ở miền Bắc, về tâu với chúa Minh rằng trong triều Cường Thịnh, tướng văn tướng võ đều là người giỏi, binh lương đầy đủ, quân bộ quân thủy đã nhiều lại tinh nhuệ. Chúa Nguyễn vì thế phải bỏ mộng thâu tóm Bắc Hà. Trước thời Trịnh Cương, phủ chúa tuy nắm toàn quyền điều hành đất nước, song đối với vua Lê vẫn còn khiêm nhường cung kính. Những ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, chúa Trịnh đều dẫn trăm quan chầu vua ở điện Vạn Thọ. Về sau, chúa Trịnh bỏ không đến dự nữa, chỉ cho trăm quan vào yết kiến mỗi tháng 2 lần mà thôi. Năm 1714, nhân được tiến phong lên tước nhất tự vương, Trịnh Cương mới miễn cưỡng đến yết kiến vua Lê Dụ Tông ở Thái Miếu và Điện Vạn Thọ 1 lần, rồi sau đó lại bỏ hẳn. Từ đây, chỉ những việc như tiếp sứ tàu hay có việc quân quốc vô cùng trọng đại thì chúa Trịnh mới dẫn trăm quan đến họp với vua Lê mà thôi. Năm 1727, Trịnh Cương ép vua Lê Dụ Tông lập hoàng tử thứ là Duy Phường do hoàng hậu Trịnh Thị sinh ra làm thái tử. Đến năm 1729, chúa Trịnh ép vua Lê nhường ngôi cho Duy Phường rồi lên làm thái thượng hoàng. Lê Dụ Tông trị vì được 24 năm, làm Thái Thượng Hoàng được 2 năm, đến năm 1731 thì mất, thọ 52 tuổi. Chúa Trịnh Cương có sở thích tuần du để ngắm các cảnh đẹp của đất nước, do vậy việc xây cất diễn ra liên tục từ ngày ông lên ngôi. Có lần, quan lại dâng sớ can ngăn chúa nên tránh xa xỉ, bớt việc xây dựng để khoan thứ sức dân. Trịnh Cương nghe theo và việc xây cất được đình chỉ một vài năm sau đó. Nhưng đến những năm cuối đời, nét xấu của chúa lại trỗi dậy, ông dần không kiêng kỵ gì nữa. Ông cho xây dựng nhiều chùa chiền, hành cung, phủ đệ mới, khiến cho người dân bị bóc lột thậm tệ, du dịch khổ sở. Mầm mống diệt vong của họ Trịnh bắt đầu từ đây. Cuối năm 1729, chúa Trịnh Cương qua đời khi đang đi tuần du ở Như Kinh, cầm quyền trong 20 năm, thọ 43 tuổi. Thế tử Trịnh Giang lên nối ngôi chúa. Khi mới lên ngôi, Trịnh Giang có thực hiện một số cải cách như miễn giảm một số loại thuế, thay đổi cách thi tuyển võ quan, hạn chế xây tượng Phật gây lãng phí, cho tự in sách và cấm mua sách từ Trung Quốc. Nhưng về sau, Trịnh Giang ngày càng tỏ ra là một người ăn chơi xa xỉ. Ông cho xây dựng nhiều cung quán, chùa chiền, phủ đệ. Việc xây cất chơi bời tốn kém rất nhiều tiền của, nên Giang ra lệnh tăng các thứ thuế và bắt dân lao dịch nặng nề, khiến nhân dân rất bất bình. Ngoài ra, để có tiền tiêu xài, Trịnh Giang đẩy mạnh việc mua bán quan tước, cho phép quan lại được nộp tiền để thăng chức và người dân nộp tiền để bổ làm quan. Ngoài những việc làm trên, chúa Trịnh Giang còn làm nhiều việc mất lòng người như giết hại vua Lê và nhiều đại thần được trọng vọng bởi vì họ không làm theo ý mình hoặc để giao uy với thiên hạ. Năm 1732, ông ta lấy cớ nhà vua hoang dâm càn rỡ, không kiêng kỵ điều gì, ép vua Lê Duy Phường rời khỏi chính điện, ra ở cung bên cạnh, lại lấy cớ thái hậu không biết dân bảo vua mà giáng bà làm quận quân. Tháng 8 năm đó, chúa Trịnh phế truất vua Lê Duy Phường làm hôn đức công, chọn một người con khác của vua Lê Dụ Tông là Duy Tường đưa lên ngôi, đó là vua Lê Thuần Tông. Đến năm 1735, Trịnh Giang sai giết phế đế Duy Phường bằng cách thắt cổ. Lê Duy Phường trị vì được 3 năm, thọ 26 tuổi. Cùng trong năm đó, Lê Thuần Tông cũng bệnh mất. Trịnh Giang bỏ hoàng trưởng từ Duy Diêu đã lớn, mà lập con thứ 11 của Dụ Tông là Duy Thận từ nhỏ được nuôi dạy trong phủ chúa lên ngôi, đó là vua Lê Ý Tông. Ngoài ra, Trịnh Giang còn nghe lời gièm pha mà giết hại nhiều đại thần có uy tín, khiến cho nhiều người bất bình.
Trước những việc làm ngang ngược của Trịnh Giang, nền chính trị ngày càng hủ bại, kinh tế tuột dốc, mất mùa đói kém cũng xảy ra. Vì thế, các cuộc khởi nghĩa bắt đầu bùng nổ và kéo dài hơn 30 năm ở đàng ngoài, chính quyền Lê Trịnh phải vất vả chống đỡ. Trịnh Giang có người em thứ ba là Trịnh Doanh, tuổi còn trẻ nhưng có tài văn võ, được ông rất tin tưởng. Do không thiết tha việc chính sự, lại không có con trai, nên vào năm 1736, Giang phong cho Doanh lúc đó mới 17 tuổi làm tiết chế thủy bộ chủ quân, chức thái úy, tước ân quốc công. Mỗi tháng 3 lần, Doanh thay mặt chúa Trịnh triều kiến trăm quan để nghe tâu trình công việc, còn Trịnh Giang thì rảnh tay lao vào ăn uống, chơi bời. Do tửu sắc quá đà nên sức khỏe của Trịnh Giang ngày càng sút kém. Một hôm, chúa Trịnh bất ngờ bị sét đánh gần chết. Từ đó ông mắc bệnh, tâm thần bất định, hoảng hốt và hay sợ hãi. Một hoạn quan luôn hầu cận bên chúa là hoàng công phụ nhân đó nói dối rằng đấy là vì dâm dục mà bị ác báo, muốn không bị hại chỉ có cách là trốn xuống đất. Rồi hạ lệnh đào đất, làm hầm cho chúa, gọi là cung thưởng trì. Từ đó Trịnh Giang ở hẳn dưới hầm, không hề ra ngoài. Công phụ càng có điều kiện để lộng quyền. Các quan đại thần kế tiếp nhau, người bị giết, người bị phạt, người nào cũng nơm nớp lo sợ không tự bảo toàn được thân mình. Chính sự trái ngược, thuế khóa nặng nề, lòng người ly tán. Tiết chế Trịnh Doanh là người sáng suốt, quyết đoán, có tài văn võ và rất được lòng người. Tuy nhiên, do bị hoàng công phụ ngăn trở nên ông chẳng nắm được quyền hành, việc nước vì vậy càng thêm rối ren. Trước tình hình đó, vào đầu năm 1740, Trịnh Thái phi bàn với một số đại thần làm cuộc chính biến, giết hết bọn hoạn quan và thuộc hạ. Các quan tôn Trịnh Doanh lên ngôi chúa, Trịnh Giang được gọi là Thái Thượng Vương. Giang bị giam lỏng ở cung thưởng trì trong suốt phần đời còn lại, không còn bất cứ quyền hành gì với triều đình nữa. Về sau, các thế thiếp bắt đầu sinh con được cho ông, trong đó có người con thứ hai là Trịnh Bồng, cũng chính là vị chúa Trịnh cuối cùng sau này. Thái Thượng Vương Trịnh Giang qua đời năm 1761, thọ 51 tuổi. Ông ở ngôi chúa được 11 năm và lánh ở cung thưởng trì thêm 21 năm nữa mới mất. Trịnh Doanh ban đầu từ chối không lên ngôi chúa, nhưng các đại thần đem chỉ dụ của Thái Phi ra khuyên bảo, vua Lê lại sai sứ đến dụ bảo 2-3 lần, Doanh bất đắc dĩ phải nghe theo. Chúa Trịnh Doanh quan tâm đến việc thu phục lòng dân. Trước đây khi vua Lê Thuần Tông mất, đáng lẽ phải lập hoàng tử Duy Diêu đã lớn tuổi lên nối ngôi, song Trịnh Giang lại phế bỏ Duy Diêu để lập em út là Duy Thận, tức vua Lê Ý Tông bây giờ. Đến khi Trịnh Doanh lên ngôi, nghĩ rằng theo đúng phép tắc cần phải tôn lập Duy Diêu để thuận lòng người. Tháng 6 năm 1740, tức là 5 tháng sau khi nắm quyền, Trịnh Doanh buộc vua Lê Ý Tông nhường ngôi cho Duy Diêu, đó là vua Lê Hiển Tông. Ý Tông lên làm thượng hoàng, ra ở điện kiến thọ. Khác với các chúa Trịnh trước đây, Trịnh Doanh tỏ ra rất tôn trọng vua Lê. Ngay sau khi lên ngôi chúa, Trịnh Doanh đã phải đối mặt với các cuộc khởi nghĩa nông dân khắp nơi do hậu quả thời kỳ cai trị của Trịnh Giang để lại. Triều đình phải đi đánh dẹp rất vất vả. Mãi đến năm 1751, hòa bình mới trở lại trên đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, hậu quả mà phong trào nông dân để lại là khá nặng nề, đồng ruộng bị bỏ hoang, đất nước trở nên nghèo túng, dân cư thưa thớt. Đồng thời với việc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa, Trịnh Doanh ban hành nhiều cải cách nhằm khắc phục tình trạng khó khăn trong nước như bãi bỏ các luật lệ mà Trịnh Giang đặt ra, xá miễn tô thuế cho dân, đình chỉ các công việc xây dựng tốn kém, ngăn cấm việc hối lộ và nhũng nhiễu của quan lại đối với người dân. Ngay sau đó, ông lại có những chính sách khoan hồng và khôi phục chức tước với các quan bị tội oan dưới thời Trịnh Giang. Chúa Trịnh Doanh rất hăng hái về chính sự. Mỗi khi ra coi triều, ông điều tiếp các quan với lời lẽ ôn hòa và khuyến khích họ tâu bày thật nhiều. Chúa còn hạ lệnh đặt chuông và mõ ở cửa phủ đường. Có người nào trình bày công việc hiện thời và người nào có tài mà tự mình tiến cử thì đánh chuông. Người nào bị các nhà quyền quý ức hiếp và người nào có sự oan uổng chưa được bày tỏ thì đánh mõ, rồi sau đó làm giấy tờ niêm phong kín dâng lên để chúa biết. Năm 1743, chúa hạ lệnh các quan tham tụng phải thay phiên nhau túc trực đêm trong phủ đường, để khi cần chúa sẽ gọi dậy để hỏi han công việc. Năm 1749, ông sai Lê Quý Đôn biên soạn Đại Việt Thông Sử, gồm 3 quyển, chép từ việc đời Lê Thái Tổ và đời nhà Mạc. Sau đó lại cử Ngô Thì Sĩ soạn Việt Sử Tiêu Án, đính chính một số sai lầm trong Lê Sử. Mỗi khi ở đâu có nạn đói hoặc vì chiến tranh mà nhân dân phải lưu tán, chúa hạ lệnh mở kho công để phát thóc cho dân. Thời Trịnh Doanh miễn giảm thuế nhiều đến nỗi thu không đủ chi dùng cho triều đình, các quan phải tâu tăng thêm thuế ruộng đất. Dưới sự cai trị của chúa Trịnh Doanh, tình hình loạn lạc dần được khắc phục, xã hội đàng ngoài trở nên ổn định và thịnh đạt. Tuy nhiên, nạn kiêu binh trong quân đội vẫn không thể nào kiềm chế được, nhất là khi họ lập công lớn trong việc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân. Năm 1767, Minh Vương Trịnh Doanh qua đời, cầm quyền trong 27 năm, thọ 47 tuổi. Thế tử Tĩnh Quốc Công Trịnh Sâm được phong làm Tĩnh Đô Vương, kế thừa ngôi chúa.
Trịnh Sâm sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh cơ đồ của họ Trịnh đang bị lung lay dữ dội, những cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ngay từ nhỏ, ông đã được cho ăn học tử tế, với kỳ vọng có thể giúp họ Trịnh khôi phục được giai đoạn huy hoàng xưa kia. Vì thế mà ông được rèn luyện đức tính thông minh, quyết đoán và đôi khi có phần tàn nhẫn. Trong những năm đầu cai trị, Trịnh Sâm chính thức hoàn thành công cuộc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân còn dang dở dưới thời chúa Trịnh Doanh. Ông cũng là người chăm lo đến chính sự, sửa sang nền chính trị, trọng dụng nhân tài, xây dựng quân đội hùng mạnh. Lúc bấy giờ, nội bộ chúa Nguyễn ở Đảng Trong đang lục đục. Từ năm 1765, khi chúa Nguyễn Phúc Khoát qua đời, quyền thần Trương Phúc Loan phế truất công tử trưởng Nguyễn Phúc Luân mà lập công tử nhỏ Nguyễn Phúc Thuần lên nối ngôi, nhân đó thao túng triều cương, giết hại các trọng thần và tông thất, tăng cường bóc lột nhân dân, khiến mầm mống loạn lạc nổi lên. Năm 1773, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ lãnh đạo bùng nổ. Thế lực Tây Sơn phát triển rất nhanh, chúa Nguyễn lâm vào tình trạng khốn đốn vì các trọng trấn ở miền Trung lần lượt bị mất chỉ trong chưa đến một năm. Nhân thời cơ đó, năm 1774, chúa Trịnh Sâm sai tướng Hoàng Ngũ Phúc thống lĩnh 3 vạn quân tiến xuống phía Nam, mượn tiếng là giúp chúa Nguyễn tiêu diệt quyền thần Trương Phúc Loan và phản quân Tây Sơn. Chúa Nguyễn ở thế lưỡng đầu thọ địch, đành sai sứ đến cống nộp vàng bạc để mong hoãn binh, nhưng Hoàng Ngũ Phúc không có ý dừng lại. Quân Trịnh vượt qua sông Danh, liên tiếp thắng trận mà không gặp phải trở ngại gì. Tháng 11 năm đó, chúa Trịnh Sâm đích thân dẫn đại quân từ Thăng Long vào Nam để tiếp ứng cho Hoàng Ngũ Phúc. Lúc này, chúa Nguyễn đã bắt trói Trương Phúc Loan giao nộp cho quân Trịnh, nhưng Hoàng Ngũ Phúc vẫn tiếp tục hành quân với lý do giúp chúa Nguyễn tiêu diệt phản quân Tây Sơn. Chúa Nguyễn Phúc Thuần kinh sợ, bỏ chạy vào Quảng Nam. Quân Lê Trịnh chiếm được kinh đô Phú Xuân. Sau khi được tin thắng trận, Trịnh Sâm dẫn quân trở về, sai Hoàng Ngũ Phúc tiếp tục tiến công Quảng Nam. Ông lại sai sứ thần dụ bảo nhân dân Thuận Hóa, tha cho tô thuế, đình hoãn việc bắt phu tráng và nộp quân phu để lấy lòng dân ở vùng mới chiếm được. Hoàng Ngũ Phúc tiến vào Quảng Nam, lúc này chúa Nguyễn Phúc Thuần đã chạy vào Gia Định, trước mặt quân Trịnh là quân Tây Sơn. Quân Trịnh đánh tan quân Tây Sơn trong trận Cẩm Sa. Nguyễn Nhạc liệu thế không địch nổi, xin đầu hàng nhà Lê Trịnh và xin làm tiên phong đi đánh chúa Nguyễn. Trịnh Sâm bằng lòng, phong cho Nguyễn Nhạc làm tiền tướng quân. Sau chiến dịch này, quân Trịnh đã thu phục được xứ Thuận Hóa rộng lớn và giàu có, kinh đô của chúa Nguyễn, đẩy họ Nguyễn vào đường cùng trước khi bị Tây Sơn tiêu diệt năm 1777. Chúa Trịnh sai quan lại đến Thuận Hóa xếp đặt mọi công việc, bình định vùng đất này. Sau những thành công ban đầu trong việc trị nước, mà đỉnh điểm là việc thu phục được Thuận Hóa, chúa Trịnh Sâm dần trở nên kiêu căng tự mãn, ngày càng sa vào tửu sắc, bỏ bê việc nước, tạo thời cơ cho quyền thần lộng hành, khiến nền chính trị suy bại, cuộc sống người dân trở nên cơ cực, bắt đầu cho những sóng gió liên tiếp trong những năm cuối thời Lê Trịnh. Năm 1779, Trịnh Sâm có ý muốn soán ngôi nhà Lê. Nhân dịp kỳ tiến cống, ông cho làm tờ biểu mật tâu với vua nhà Thanh, nói rằng nhà Lê không có người con cháu nào hiền tài, xin cho họ Trịnh được làm vương thay họ Lê. Rồi căn dặn sứ thần Vũ Trần Thiệu đem việc ấy vào tâu với vua nhà Thanh, lại sai nội giám cùng đi để dâng của đút lót cho quan lại nhà Thanh để họ nói giúp cho việc xin phong tước. Khi đi được nửa đường, Trần Thiệu giả vừa có bệnh, đang đêm đem tờ biểu đốt trước mặt sứ bộ rồi tự tử. Bởi thế mà việc cầu phong bị bãi bỏ. Đoàn sứ giả trở về, dâng lên bức di thư của Thiệu, trong đó lấy gương nhà Mạc bị diệt tộc do cướp ngôi nhà Lê để khuyên răn. Trịnh Sâm bèn thôi ý đồ soán ngôi nhà Lê. Trịnh Sâm sủng ái người vợ thứ là Tuyên Phi Đặng Thị Huệ, vì vậy đã phế bỏ con lớn là Trịnh Tông, đổi tên thành Trịnh Khải, rồi lập con của Tuyên Phi là Trịnh Cán mới 5 tuổi làm thế tử. Từ năm 1780, chúa mắc bệnh trĩ, thường ở trong cung sâu kín, không bao giờ đi ra ngoài nếu không phải ngày thiết triều. Mọi việc đều giao cho Đặng Thị Huệ và bè phái của bà. Đến năm 1782, chúa Trịnh Sâm qua đời, cầm quyền trong 15 năm, thọ 43 tuổi. Thế tử Trịnh Cán mới 7 tuổi lên kế vị, Tuyên Phi Đặng Thị Huệ trở thành người điều khiển triều chính giúp con. Bấy giờ chúa còn nhỏ tuổi, lại vì Đặng Thị chuyên quyền nên ai cũng ghét. Bề tôi của Trịnh Tông mới xúi dục quân sĩ nổi dậy phế Trịnh Cán mà phò Trịnh Tông lên ngôi chúa. Đặng Thị Huệ bị truất làm thứ dân sau đó tự tử. Trịnh Cán bị đưa ra ở Phủ Lượng Quốc rồi ốm chết ở ngôi được một tháng. Sau khi Trịnh Tông lên ngôi chúa, quân sĩ hai xứ Thanh Nghệ vừa lập được công, bèn thả sức cướp bóc nhà họ Đặng và nhà quan lại phe Đặng Thị, đến mấy ngày sau mới yên. Họ lại đòi ban thưởng, Trịnh Tông bèn tâu với vua Lê Hiền Tông phong chức tước cho tất cả những người tham gia cuộc đảo chính, các quân thủy bộ trong kinh ngoài trấn đều được thăng chức một bậc và đều được ban thưởng tiền bạc. Từ đó, kiêu binh ngày càng càn rỡ, viên quan cai quản không thể nào khống chế được, chỉ ràng buộc lỏng lẻo mà thôi. Như đã nói ở trước, quân đội nhà Lê Trịnh được chia làm hai loại. Thứ nhất là ư binh hay kiêu binh, chỉ lấy ở hai xứ Thanh Nghệ, dùng làm túc vệ ở Thăng Long.
thứ hai là nhất binh, lấy ở tứ trấn quanh kinh thành, đóng ở các nơi để phòng giữ. Bấy giờ, Kiêu Binh Lộng Quyền, không coi chúa Trịnh ra gì, lại tự ý lập Lê Duy Khiêm làm thái tử kế vị vua Lê Hiền Tông. Chúa Trịnh Tông tìm cách trừ khử Kiêu Binh, bèn bàn với một số đại thần triệu tập nhất binh ở tứ trấn cùng kéo về kinh giết hết lính Thanh Nghệ. Nhưng bọn Kiêu Binh biết được việc đó, canh gác phủ chúa rất kỹ. Chúng lại buộc chúa phải lệnh cho các trấn bãi binh, dự định đốt kinh thành rồi dương cờ phù Lê diệt Trịnh, đã chuẩn bị thuyền đưa vua Lê về Thanh Hóa. Trịnh Tông không thể ra ngoài để hội quân, nên kế hoạch thất bại. Từ đó, quyền chính thuộc hết về tay quân sĩ. Đám Kiêu Binh mỗi khi ra ngoài kéo từng đàn hàng trăm hàng ngàn người, tung hoành nơi thôn xóm, tự ý cướp bóc thả cửa. Quân sĩ nào đi đường một mình thường bị dân quê đón đường giết chết. Quân và dân không ngơi nhau, coi nhau như kẻ thù. Tình hình Bắc Hà vô cùng hỗn loạn, giá gạo tăng cao, dân trong kinh kỳ và tứ trấn bị đói to, thây chết nằm liền nhau. Lúc bấy giờ ở phía nam, Tây Sơn đã dứt được họ Nguyễn, muốn tiến quân ra Bắc. Nhân khi Bắc Hà rối loạn, năm 1786, Nguyễn Nhạc sai em là Nguyễn Huệ mang quân đánh vào Phú Xuân. Quân Trịnh nhanh chóng thua trận, Tây Sơn chiếm được Thuận Hóa. Ngay sau đó, theo ý của Nguyễn Hữu Chỉnh, một viên tướng Trịnh đã hàng Tây Sơn, Nguyễn Huệ mang quân đánh thẳng ra Thăng Long với danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh, mặc dù không được lệnh của vua anh Nguyễn Nhạc. Quân Trịnh bấy giờ đã rất rệu rã, các tướng sĩ nghe tin Phú Xuân thất thủ phần nhiều đã bỏ chạy. Chúa Trịnh Tông tuyển mộ thêm quân sĩ, tự mình làm tướng giao chiến với quân Tây Sơn, cố giữ kinh đô. Nguyễn Huệ kéo đến, tung quân ra tấn công. Chúa cầm cờ lệnh chỉ huy, nhưng quân sĩ nhìn nhau không ai chịu tiến lên. Quân Trịnh tan vỡ, Trịnh Tông phải bỏ chạy theo đường Sơn Tây. Bảy tôi đều bỏ trốn, không một người nào để tâm đến chúa cả. Trịnh Tông chạy không được bao lâu thì bị một tên cướp bắt nộp cho Tây Sơn. Trên đường áp giải về kinh đô, ông lấy dao đâm cổ tự sát. Trịnh Tông ở ngôi chúa được 4 năm, thọ 23 tuổi. Bấy giờ, vua Lê Hiền Tông và các hoàng tử đang ở trong cung, thấy bên ngoài có lính và voi kéo đến thì vô cùng khiếp sợ, toan chạy đi nơi khác. Chợt có viên tỳ tướng đệ dâng bản tấu của Nguyễn Huệ, nói trước hết bày tỏ lễ ý xin thăm hỏi sức khỏe nhà vua, sau nữa xin định ngày sẽ vào triều bái yết. Nhà vua nhận được tờ tấu mới yên tâm. Vua Lê triệu kiến Nguyễn Huệ ở cung Vạn Thọ. Do sự mai mối của Nguyễn Hữu Chỉnh, Hiền Tông gả công chúa Lê Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Đến tháng 8 năm đó, 1786, vua Lê Hiền Tông bệnh mất, ở ngôi trong 46 năm, qua 4 đời chúa Trịnh, thọ 69 tuổi. Lúc ấy, quyền chính ở Bắc Hà đều nằm trong tay Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, Nguyễn Huệ mới lần đầu tiên ra Bắc, giới sĩ phu Bắc Hà do tư tưởng chính thống nên còn rất nghi kỵ và nhìn chung có thái độ chống đối với quân Tây Sơn. Phía Nam, quân Nguyễn Ánh vẫn còn quấy rối ở Nam Bộ, không có Nguyễn Huệ thì không ai đảm đương được. Nguyễn Huệ thấy chưa thể củng cố được vững chắc quyền lực của mình ở Bắc Hà, nên đã quyết định để nhà Lê tiếp tục giữ ngôi vua. Về việc chọn người nối ngôi, Nguyễn Huệ đầu tiên tham khảo ý kiến vợ là công chúa Ngọc Hân. Công chúa muốn lập người anh của mình là Duy Cận, nhưng sau đó, do ý kiến từ các hoàng tộc nhà Lê nên Ngọc Hân lại xin với Nguyễn Huệ lập người cháu là Duy Khiêm, con của thái tử Duy Vĩ đã mất. Nguyễn Huệ đồng ý, đưa Duy Khiêm lên ngôi vua. Vua mới đổi tên là Lê Duy Kỳ, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Tháng 8 năm 1786, Nguyễn Nhạc từ Quy Nhơn ra Bắc. Nguyễn Huệ ra ngoài thành đón rước, tạ tội vì đã tự ý đánh Thăng Long. Nguyễn Nhạc gặp vua Lê Chiêu Thống, nói rằng quân Tây Sơn ra Bắc để phù Lê diệt Trịnh chứ không có ý gì khác. Sau đó, anh em Tây Sơn kéo quân về Nam. Lúc này, quyền chính ở Bắc Hà về cả tay vua Lê Chiêu Thống, thật là một cơ hội hiếm có để lập lại nền tự chủ của nhà Lê. Nhưng vua Chiêu Thống không đủ uy tín và tài năng để khôi phục vương quyền, dẫn đến cảnh hào mục các nơi chiếm giữ châu quận, chiêu tập binh mã, giặc cướp nổi lên đánh giết lẫn nhau, trong nước thành ra rối loạn. Trong bối cảnh đó, các tướng cũ của họ Trịnh là Đinh Tích Nhưỡng, Hoàng Phùng Cơ và Dương Trọng Tế khởi binh, lập con của chúa Trịnh Giang là Trịnh Bồng lên ngôi vương, tái lập chính quyền chúa Trịnh. Vua Lê Chiêu Thống dù không bằng lòng, song vì thế yếu không thể ngăn cản được, nên bất đắc dĩ phải chấp nhận. Chúa Trịnh Bồng tuy đã lên ngôi nhưng không có thực quyền, việc quyết đoán nằm cả ở trong tay người nắm giữ quân đội là Đinh Tích Nhưỡng. Tích Nhưỡng vốn là tướng võ biền, dẫn đến việc cai trị càng rối loạn hơn. Ngay giữa ban ngày, thủ hạ ra sức cướp bóc dân cư gần kinh thành, không có hiệu lệnh ngăn cấm. Mọi người đều cho là không còn hy vọng gì cả. Vua Lê Chiêu Thống muốn giành lại chính quyền, bèn sai người mang chiếu thư cho Nguyễn Hữu Chỉnh đang đóng ở Nghệ An, kêu gọi đem quân gần vương. Chỉnh vốn là một tay gian hùng, bỏ nhà Lê theo Tây Sơn, rồi lại dẫn Tây Sơn ra Bắc Hà, nhưng cũng không được Tây Sơn tin tưởng. Khi Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ rời Thăng Long vào Nam đã không cho Chỉnh biết. Chỉnh phải chạy theo về, rồi được bổ làm trấn thủ Nghệ An cũng là việc bất đắc dĩ. Đến đây, Chỉnh tiếp được mật chỉ,
thấy là cơ hội không thể bỏ qua, lập tức chuyển đi các nơi, lấy danh nghĩa nhà Lê để mộ quân, trong khoảng 10 ngày tuyển được hơn 1 vạn lính. Trình đem quân tiến ra Bắc, nhanh chóng đập tan mọi kháng cự của Trịnh Bồng và Đinh Tích Nhưỡng, được Lê Chiêu Thống đích thân ra khỏi thành đón tiếp. Trịnh Bồng sau khi thua trận thì chạy trốn, đi các nơi mộ quân đánh Nguyễn Hữu Trình nhưng đều bị thất bại. Ông mất năm 1791 trên đất Ai Lao, thọ 42 tuổi, làm chúa được 1 năm. Sự cai trị của chúa Trịnh ở đàng ngoài đến năm 1786 đã chính thức kết thúc, kể từ Trịnh Kiểm đến Trịnh Bồng truyền được 11 đời chúa, tổng cộng 241 năm. Nguyễn Hữu Trình sau khi đánh tan họ Trịnh thì lại trở nên lộng quyền không khác gì chúa Trịnh trước kia. Ông ta dần dần ép Chiêu Thống cả trong việc bổ nhiệm quan chức, sắp đặt chính sự, lại mở phủ cho con là Hữu Du ở tại phía đông dinh mình, bắt chước như lối chúa Trịnh xưa cho thế tử ra ở phủ riêng. Vua Lê lại tìm cách giết Trình, nhưng cận thần can ngăn mới thôi. Trình Phong Thanh biết chuyện, từ đó bỏ luôn cả lễ triều kiến, nhưng vẫn giữ danh nghĩa phủ Lê. Nguyễn Hữu Trình trước kia đã hàng Tây Sơn, nay lại chuyên quyền ở Bắc Hà, có ý chống đối. Tháng 11 năm 1787, Nguyễn Huệ sai tướng Vũ Văn Nhậm mang quân đánh ra Bắc. Trình đem quân chống cự, bị Văn Nhậm đánh tan, chỉ kịp đem vài trăm quân chạy về Thăng Long. Tháng 12 năm đó, Vũ Văn Nhậm kéo đến Thăng Long. Chiêu Thống nghe lời Hữu Trình, bỏ Thăng Long chạy lên Kinh Bắc. Quân Tây Sơn đuổi theo, bắt giết được Nguyễn Hữu Trình. Vua Lê bỏ trốn. Lúc bấy giờ, Vũ Văn Nhậm lại kiêu ngạo, tiếm quyền, có ý đồ phản Tây Sơn. Tháng 4 năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, vào thành Thăng Long bắt giết Vũ Văn Nhậm, cho Ngô Văn Sở cai quản binh quyền, đặt hoàng thân Lê Duy Cận làm giám quốc, coi việc thờ cúng tôn miếu nhà Lê, rồi lại trở về Phú Xuân. Lê Chiêu Thống lúc đó đang lẩn trốn ở Kinh Bắc, còn Thái Hậu cùng con trai của Chiêu Thống và một số bầy tôi chạy sang Long Châu, Trung Quốc, gặp Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị và Tuần phủ Quảng Tây Tôn Vĩnh Thanh cầu xin cứu viện. Bọn Sĩ Nghị bèn tâu lên vua Càn Long, nên nhân dịp này dùng danh nghĩa phù Lê mà chiếm lấy Đại Việt. Vua Thanh Thuận cho sai Tôn Sĩ Nghị mang 29 vạn quân kéo sang nước ta. Bọn thuộc hạ về tâu với Chiêu Thống, bấy giờ vua mới biết chuyện, sai người đi đường tắt đến đón quân Thanh. Khi quân Thanh tiến sang, quân Tây Sơn không đón đánh mà bỏ Thăng Long lui về phòng giữ Tam Điệp, Ninh Bình. Tháng 10 năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đưa Lê Chiêu Thống về Thăng Long. Nhà Thanh phong cho Chiêu Thống làm An Nam quốc vương. Kể từ đây, Chiêu Thống tin tưởng hoàn toàn vào nhà Thanh. Dù trở lại ngôi vua, Lê Chiêu Thống thực sự chỉ là bù nhìn. Việc chủ yếu của ông ta lúc đó là luận công những người hộ giá và trị tội những người theo Tây Sơn. Ngoài ra, mọi việc đều trong tay Tôn Sĩ Nghị. Quân Thanh ở Bắc Hà thường đi cướp bóc, hãm hại nhân dân, cho nên người Việt vô cùng oán ghét. Đầu năm 1789, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc Hà đánh quân Thanh. Với lý do vua Lê đã bỏ nước và rước giặc về, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung. Vua Quang Trung vừa đi vừa tuyển thêm quân, củng cố lực lượng. Sau khi ra đến Tam Điệp và xem xét tình hình, Quang Trung nói với toàn quân rằng chỉ trong 10 ngày sẽ quét sạch quân Thanh. Nhưng sớm hơn cả dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày kể từ đêm 30 Tết Mậu Thân, quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh bằng hàng loạt trận đánh tập kích, mai phục, thần tốc và chớp nhoáng, mà trận Ngọc Hồi Đống Đa là tiêu biểu. Trưa mùng 5 Tết, quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy, trên đường chạy liên tiếp bị mai phục chặn đánh, bỏ lại cả quân ấn, kỳ bài, sắc thư. Lê Chiêu Thống cũng theo chân Nghị chạy về Trung Quốc. Sau khi đánh bại quân Thanh, vua Quang Trung trở thành nhà lãnh đạo tối cao của triều Tây Sơn và là vị hoàng đế duy nhất cai trị tại Việt Nam. Không lâu sau, ông bình thường hóa quan hệ với nhà Thanh và được nhà Thanh công nhận là vị vua chính thống của Việt Nam. Năm 1789 cũng đặt dấu chấm hết cho nhà hậu Lê trong lịch sử. Nhà hậu Lê kể từ vua Lê Thái Tổ được 361 năm và giai đoạn Lê Trung Hưng kể từ vua Lê Trang Tông được 256 năm, đến đây chính thức kết thúc. Nước Đại Việt bước sang một triều đại mới, đó là nhà Tây Sơn. Lê Chiêu Thống ở Trung Quốc tiếp tục xin nhà Thanh cho quân cứu viện. Càn Long phần vì sợ vua Quang Trung, phần vì đã già ngắn ngẩm việc chinh chiến nên chỉ hứa hão với Chiêu Thống mà không cho quân. Lê Chiêu Thống qua đời năm 1793 tại Bắc Kinh, làm vua được 3 năm, thọ 28 tuổi. Sau khi nhà Lê Sơ bị nhà Mạc xoán ngôi, vấn đề chính thống và ngụy triều nổ ra trong cuộc đấu tranh giữa các tập đoàn phong kiến. Và khi thế Nam Bắc này chưa chấm dứt hẳn, thì thế Nam Bắc khác lại hình thành. Cũng như thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, khi nhà Hán suy vì, các chư hầu nổi dậy đều lấy danh nghĩa giúp nhà Hán. Tại nước Đại Việt khi đó, cả Trịnh và Nguyễn đều lấy danh nghĩa chống Mạc để giúp nhà Lê. Các vua Lê vẫn có ngôi, có hiệu, có tên trong sử sách, nhưng chỉ ngồi lấy vì. Trịnh và Nguyễn cùng gương cờ phù Lê diệt Mạc, Tây Sơn thì gương cờ phù Lê diệt Trịnh.
Nói tóm lại, nhà Lê là chính thống trong thời điểm đó nhưng bị các thế lực phong kiến khác chi phối. Về nguyên nhân sụp đổ của nhà Lê là do Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh, khiến lòng người bấy giờ chán ghét hơn trước, và sụp đổ là lẽ tất yếu của lịch sử. Dù cho sau này, nhiều thế lực khác nổi dậy đòi khôi phục nhà Lê, nhưng cũng đều thất bại. Nhà Lê Trung Hưng tuy trên danh nghĩa là vua của cả nước Đại Việt, nhưng trên thực tế chỉ kiểm soát lãnh thổ đàng ngoài, từ sông Danh trở ra Bắc, mà nắm thực quyền ở đàng ngoài khi đó là chúa Trịnh. Thời gian cầm quyền của các chúa Trịnh là dài hơn so với các triều Đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Mạc, cũng như nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn sau này. Nhìn nhận một cách khách quan, chỉ trừ Trịnh Giang, các chúa từ Trịnh Kiểm đến Trịnh Sâm đều là những vị chúa tài ba, do đó đã hoàn thành việc đánh dẹp, cai trị đàng ngoài, giữ cho chính quyền vững vàng và xã hội ổn định trong gần hai thế kỷ. Năm vị chúa đầu từ Trịnh Kiểm đến Trịnh Căn đều rất thọ, từ 68 đến 81 tuổi, hẳn các chúa cũng phải là những người sống rất nghiêm túc và điều độ. Các thành tựu của nhà Lê Trung Hưng thực chất là thành tựu của các chúa Trịnh. Hiển nhiên với ngôi vị chúa, vừa thực sự là người cầm quyền, vừa phải cảnh giác với sự nổi dậy của họ Lê, các chúa Trịnh phải luôn có thái độ cứng rắn, cương quyết, không thể ôn hòa để nhằm bảo vệ địa vị của mình. Do đó, việc phế lập tại triều đình trong cuộc đấu tranh này là khó tránh khỏi. Chỉ có các vua Lê Trung Hưng bằng lòng sống chung với họ Trịnh mới có thể tồn tại. Tuy nhiên, trong thời phong kiến, việc lấn át quyền lực của nhà vua, phế ngôi giết vua, làm cho các chúa Trịnh bị mang tiếng mãi cùng với lịch sử. Họ Trịnh suy tàn bắt đầu từ thời Trịnh Giang lên nắm quyền hành, ăn chơi trác táng, giết vua này lập vua kia, xây dựng liên miên làm hao tổn sức dân. Sau đó họ Trịnh đưa Trịnh Doanh lên thay nhằm cải cách lại đất nước, đối xử tốt với vua Lê nên đã phần nào cải thiện lại được tình hình. Nhưng sang thời Trịnh Sâm tình hình lại xấu đi, vì Trịnh Sâm kiêu căng ngạo mạn, ăn chơi xa xỉ, không quyết đoán, đố kỵ người hiền, ham mê chiến trận quá mức khiến đất nước kiệt quệ. Và điều gì đến sẽ phải đến, họ Trịnh trượt dốc nhanh chóng rồi bị Tây Sơn đánh đổ một cách dễ dàng. Mặc dù vậy, cách mà họ Trịnh rút khỏi vũ đài chính trị là khá êm thấm. Trịnh Bồng khi biết không thể nào khôi phục lại ngôi vị đã bỏ đi tu và sau đó không còn tung tích. Người ta không nghe thấy bất kỳ một người họ Trịnh nào cầu viện nước ngoài như họ Lê hay họ Nguyễn. Cách mà họ kết thúc vai trò của mình, hoặc là có chí khí như Trịnh Khải Tự Vẫn, hoặc là êm thấm như Trịnh Bồng, khiến cho các đối thủ chính trị phải tôn trọng. Nguyễn Huệ đã tống táng Trịnh Khải chu đáo, hay Nguyễn Ánh sau này cũng hậu đãi con cháu họ Trịnh. Xét về thời gian cai trị tới 241 năm và một kết cục tương đối bình ổn như vậy, với thực quyền kéo dài đến tận những năm cuối, thì chính quyền họ Trịnh thực sự là một triều đại ổn định và đáng khen nhất trong lịch sử Việt Nam. Có những triều đại dài hơn như nhà hậu Lê, tính cả giai đoạn Lê Sơ và Lê Trung Hưng, hay họ Nguyễn, tính cả giai đoạn chúa Nguyễn và nhà Nguyễn, nhưng vô cùng bất ổn, bị gián đoạn, vua làm mù nhìn, bị giết hại, hứng chịu nhiều chỉ trích về việc bán nước hay bạo chúa, và thực quyền của họ không kéo dài quá 100 năm, thì 241 năm nắm quyền vững chãi của họ Trịnh vượt trội hơn hẳn, cũng không tham quyền cố vị đến mức gạt bỏ thể diện của quốc gia. Vì vậy, để trả lời cho câu hỏi triều đại nào ổn định, lâu bền nhất trong lịch sử Việt Nam, thì đó chính là chính quyền chúa Trịnh chứ không phải bất cứ triều đại mang danh chính thống nào.